quyết tâm giảm cân của nữ sinh An Giang và cái kết bất ngờ từng bị bạn bè xa lánh, nữ sinh An Giang quyết tâm thoát mắc người khổng lồ di động và cái kết. Nguyễn Thủy Anh, sinh năm 2000, từng là một cô nữ sinh béo ú, đen nhẻm, trong bộ áo dài đồng phục. Ai cũng có thể thấy rõ Thủy Anh vô cùng nổi bật, mà cái nổi bật đó không đến từ nhan sắc, mà đến từ cân nặng. Thời điểm ấy, cô nặng 100kg, da thì đen, mặt thì lấm tấm mụn, đã thế. Cô còn cao 1m70 nên trông không khác gì con khủng long, điều này đã khiến thời đi học của Thủy Anh rất tự ti. Cảm giác thua kém với bạn bè xung quanh, đen, béo, ăn lắm là những từ mọi người xung quanh thường dùng để nói về ngoại hình của tôi. Những điều đó không sai nhưng khiến tôi bị tổn thương, dần dần tôi tự thu mình lại, ngại tiếp xúc với mọi người. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Thủy Anh quyết tâm giảm cân trước khi vào đại học, tìm hiểu và thử nghiệm các phương pháp như chế độ ăn low carb, cắt giảm tinh bột, keto, bỏ hoàn toàn tinh bột hay đi tập. Thủy Anh đều không kiên trì được lâu nên cứ giảm 1-2kg rồi lại tăng lại. Hơn nữa cơ thể lại rất đau nhức, Thủy Anh tuyệt vọng đến trầm cảm khiến việc học sa sút. Hơn nữa Thủy Anh còn bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi lớn nhất trong đời học sinh khiến mọi người xung quanh ai cũng lo. Tâm sự với người chị họ, chị hiểu ra vấn đề rồi giúp Thủy Anh tìm mua ngay bảo bối, đã giúp chị ấy giảm được 13kg. Và mọi thứ bắt đầu bước sang trang mới từ đó, mỗi cân giảm đi tôi lại có thêm nhiều động lực để cố gắng. Cứ thế, Thủy Anh đã giảm được gần 3kg chỉ trong tháng đầu tiên, sau 4 tháng, Thủy Anh đã giảm được 30kg trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Không chỉ từ bỏ được mỡ thừa, mà gương mặt của Thủy Anh theo đó cũng gọn gàng và thay đổi hơn. Cô nàng bắt đầu tập tành dưỡng da, make up và ăn mặc thời trang hơn, bạn có tin cô gái xinh đẹp này từng nặng đến 100kg cách đây vài tuần. Trong chương trình chăm sóc sức khỏe và làm đẹp với sự góp mặt của chuyên gia chăm sóc sắc đẹp Hasuko Zen được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình. Chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe nổi tiếng Nhật Bản Hasuko Zen cho biết rất nhiều sao nổi tiếng đã chia sẻ một điều chưa bao giờ được tiết lộ về phương pháp làm đẹp của mình. Bí quyết khiến khán giả xem đài không khỏi ngạc nhiên với vô số cảm xúc ngỡ ngàng khi nó hoàn toàn khác xa với những gì họ tưởng tượng về chi phí mà những người nổi tiếng phải bỏ ra để làm đẹp. Tiết kiệm tối đa, hiệu quả ưu việt là những gì người xem nhận xét sau khi theo dõi chương trình của chuyên gia Hasuko Zen. Là một chuyên gia dinh dưỡng, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho rất nhiều sao nổi tiếng. Lắng nghe những chia sẻ của họ, Hasuko đã từng đi đến nhiều quốc gia tại châu Á để nghiên cứu về cơ địa của người béo, trong đó có người Việt Nam. Đồng thời, ông giúp họ hiểu được vai trò vô cùng to lớn của một thân hình cân đối cùng một cơ thể gợi cảm khỏe mạnh khi xuất hiện trước công chúng. Vì thế, ông đã từng có quãng thời gian đến Việt Nam và cùng các cộng sự tại đây tìm tòi và khám phá ra một giải pháp toàn diện hỗ trợ đánh bay mỡ thừa. Tìm lại vóc dáng săn chắc mà vẫn giữ gìn được sức khỏe dành riêng cho người Việt sau quãng thời gian nghiên cứu tại đây. Chuyên gia Hasuko đã chia sẻ công khai cho tất cả độc giả một giải pháp giảm cân an toàn mà bản thân ông thường tư vấn cho rất nhiều sao châu Á với một sản phẩm đặc biệt duy nhất. Hiểu những tâm lý chung của tất cả mọi người đối với việc sử dụng thực phẩm giảm cân. Đặc biệt là người nổi tiếng, họ vô cùng chú trọng và đề cao tầm quan trọng của những thành phần tự nhiên hữu cơ. Vì thế, chuyên gia Hasuko Zen đã luôn nỗ lực không ngừng nỗ lực để đem những tinh túy từ thảo dược thiên nhiên để bào chế Keto Slim. Điều gì khiến Keto Slim hiệu quả đến vậy? Theo bà Murasaki Lawan, mặc dù được bào chế từ những thành phần rất dễ tìm, tuy nhiên, quá trình để có được những nguyên liệu tốt nhất bào chế ra từng viên Keto Slim rất khắt khe và được sản xuất theo công thức riêng. Trà trắng vẫn được coi là liều thuốc bất tử chỉ dành cho hoàng đế thời xưa, được hái chủ yếu vào đầu xuân. Ngọn non tơ và rất hiếm hoi trên mỗi chồi, loại trà này có tác dụng giảm thiểu các tế bào mỡ adipogenesis, tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Trà đen Camellia sinensis có lượng tiêu thụ ở châu Á, Âu, Phi, Mỹ lớn thứ hai thế giới, chỉ sau nước lọc, có khả năng đốt cháy chất béo cực mạnh. Trà xanh là dược phẩm quý trong dân gian, được thu hái từ những nguồn nguyên liệu sạch nhất. Chứa EGCG đốt cháy mỡ thừa, chuyển hóa gluco, thanh lọc cơ thể. Chitosan là hoạt chất quan trọng như một nam châm hút các axit béo tại ruột và loại trừ ra bên ngoài cơ thể. Được nghiên cứu từ mục tiêu ban đầu hướng tới đối tượng người nổi tiếng với công việc bận rộn, thời gian làm việc liên tục. Vì thế Keto Slim dựa trên yếu tố dễ dàng tiện lợi, chỉ cần uống một viên sủi hòa tan với 150ml nước uống trước bữa ăn 45 phút mỗi ngày 2 lần, anh Trần Quân, 38 tuổi Bình Dương, cho biết. Sau khi dùng hết 3 lọ Keto Slim, tôi đã tống cổ được 11kg mỡ thừa, cơ thể tôi nhẹ nhàng hẳn đi.
đặc biệt là lấy lại được sự tự tin trong chuyện chăn gối với vợ do sự tò mò cùng với sự phấn chấn sau chương trình của chuyên gia Hasuko Zen. Không ít người Việt đã cùng trải nghiệm sử dụng sản phẩm Keto Slim với mong muốn cải thiện vóc dáng của mình. Hai ngày trước đây, chúng tôi nhận được một chia sẻ về kết quả giảm cân được gửi tới chúng tôi với cả niềm hạnh phúc. Hành trình giảm cân với Keto Slim của Phạm Tuấn Vũ, 29 tuổi chuyên viên kinh doanh bất động sản. Vốn có thân hình khá cân đối, nhưng do tính chất công việc hay phải đi ăn uống nhậu nhẹt với đối tác. Lại ít vận động, Vũ bắt đầu tăng cân, mỡ tích ở vùng bắp tay, đùi và nhiều nhất là ở bụng. Mọi người hay trêu là chừa thay vợ cho vui nhưng Vũ thực sự bắt đầu cảm thấy việc thừa cân khiến cơ thể nặng nề. Lười biếng hơn và nhất là hay thấy mệt mỏi, là một chuyên viên kinh doanh nên yêu cầu ngoại hình. Vũ không còn tự tin với những chiếc áo sơ mi và quần âu phong độ nữa, khiến cho công việc trì trệ đi nhiều. Quyết tâm lấy lại vóc dáng khỏe khoắn, Vũ tin lời anh quản lý sử dụng Keto Slim do công việc bận rộn không có thời gian luyện tập. 5 ngày đầu cân nặng chỉ giảm 2kg nhưng Vũ thấy cơ thể khỏe ra rất nhiều, cơ chế đốt mỡ đào thải mồ hôi và độc tố khiến Vũ phấn chấn hơn. Mải làm việc những kiên trì sử dụng Keto Slim suốt gần 1 tháng sau 2 lọ thì 9kg mỡ thừa đã biến mất khỏi cơ thể. Vũ lại tự tin với vóc dáng săn chắc của mình hơn bao giờ hết, thành phần tự nhiên trong sản phẩm khiến Vũ rất an tâm. Hài lòng, hành trình giảm cân với Keto Slim của Nguyễn Thảo Hương, Hà Nội sau 3 liệu trình. Từng là một phụ nữ xinh đẹp với thân hình mảnh mai chỉ nặng 50kg, Thảo Hương lấy chồng và hạ sinh đứa bé đầu lòng. Chào cho con tình yêu thương hết mực, những tưởng đã đi được đến niềm hạnh phúc viên mãn nhất cuộc đời. Người chồng trẻ dứt tâm bỏ Hương và đứa con nhỏ để theo một cô gái trẻ đẹp khác, vừa trách người chồng nhẫn tâm. Nhưng Thảo Hương cũng không thể phủ nhận hình ảnh chính mình trong gương, tăng 10kg với những ngấn mỡ thừa xếp tầng trên cơ thể. Những mảng da vì tăng cân quá nhanh mà sồ sề, chảy xệ, sau khi sử dụng Keto Slim, Hương không còn mỡ bụng. Không còn mỡ thừa, giờ đây em sở hữu vòng hai tuyệt vời nhờ Keto Slim, quần áo em mặc đều rộng và thoải mái hơn rất nhiều nhờ loại bỏ được mỡ thừa. Lê Mạnh Hùng, 39 tuổi gạch dưới Hà Giang, nhìn bạn bè xung quanh tôi rất nhiều người biến chứng tiểu đường. Gút do thừa cân béo phì nên bản thân tôi cũng khá sợ, cân nặng gần 80kg khiến tôi thấy mệt mỏi và nặng nề. Tôi tìm đến Keto Slim với niềm tin mơ hồ nhưng kết quả khiến tôi rất hài lòng. Keto Slim không những được chị em tin tưởng sử dụng mà còn được cánh mày râu tin dùng theo quan điểm của các chuyên gia về thành phần hoàn toàn tự nhiên và vô hại tuyệt đối. Bạn nên sử dụng Keto Slim để loại bỏ trọng lượng dư thừa. Còn bạn, bạn có muốn trải nghiệm thử với Keto Slim để có thể tận hưởng những cảm giác tuyệt vời giống mọi người không? Hãy tự mình trải nghiệm với sản phẩm này bằng cách nhấp vào đường dẫn dưới phần mô tả video để đặt hàng chính hãng và nhận được ưu đãi giảm giá nhé! Chúc mọi người giảm cân thành công, xin chào và hẹn gặp lại!